Hà Huy Hà Nội Vlog xin chào các bạn. Dòng xe đang từ nút cửa Nam dọc về cái tuyến đường Điện Biên Phủ đó các bạn. Nhưng hôm nay là tôi tìm đứng nơi đây. Tôi tìm đứng nơi đây là đúng góc các bạn ạ. Con đường mang tên cái trục phố Lê Duẩn giao với cả Điện Biên Phủ đây. Bởi sao? Bởi mục đích cái chuyến đi ngày hôm nay là tôi cùng với các bạn sẽ đi trở lại cái con đường Nam Bộ năm xưa. Đấy, cái con đường Nam Bộ năm xưa thì cũng giới thiệu với các bạn luôn là cái chiều dài là khoảng 2,5 cây. Đấy, nếu mà tính theo cái vị trí là cái điểm đang đứng đây là gọi là cái cửa Nam. Cửa Nam là cái tên là phía Nam của cái Hoàng Thành Thăng Long. Và cái điểm cuối là sẽ giao nhau với cả cái đường Đại Cổ Việt. Hiện nay là Hà Nội đã mở rộng cái đường Đại Cổ Việt và xây dựng cái hầm chui Kim Liên. Đây là một cái con đường mà sẽ gắn nhiều với cả kỷ niệm của các cái bạn đã xa Hà Nội. Tôi thì luôn nghĩ nó là như vậy. Thế về cái mặt hình thành các bạn ạ, thì thời Nguyễn thì gọi đây là một cái con đường Thiên Lý. Con đường Thiên Lý là con đường vô Nam nối Thăng Long và Huế, nhưng mà hình thành muộn hơn bởi vì cái con đường Thiên Lý đầu tiên nối Hà Nội với Huế là sẽ đi theo cái trục là phố Huế xuôi xuống cái Trương Định về đuôi cá. Thế nhưng mà vào cuối cái thế kỷ 19 ý, thì là nhà Nguyễn là cho nắn lại cái trục tuyến đường này. Đấy, ở cái vị trí đuôi cá thẳng vào cái ô Đồng Lầm, mà ô Đồng Lầm cũng là cái ô một trong cái cửa ô của Hà Nội hình thành muộn hơn các cửa ô khác. Thì nếu mà nói về mặt địa lý về thời Nguyễn thì là hôm nay con đường Thiên Lý thì tôi và các bạn sẽ đi từ phía Nam Hoàng Thành Thăng Long về tới ô Đồng Lầm với cái chiều dài là 2,5 km. Đây tôi ghi góc hình đây nhé các bạn nhé. Đây, tôi đi hơi khó các bạn ạ, tại vì cái giấc này là cái giấc 9 giờ sáng là mọi người đã đi làm rồi. Thế hôm nay đi được cũng sẽ là chậm hơn. Đây các bạn này, đây là cái một cái góc nhà mà xưa là tôi nhớ là nơi câu lạc bộ âm nhạc. Thời cấp 2 là tôi cũng học nhạc lý đầu tiên là ở cái nơi đây này. Đồ mi son là ở nơi đây đây. Và xuôi xuống đây là cái góc này sẽ giao với Trần Phú. Và cái điểm đầu đấy của cái khu vực mà vườn hoa Lenin. Đấy, xưa là cái vườn hoa Canh Đông. Và tiếp giáp với cả đối diện đó là cột cờ Hà Nội. Và cái trên cái trục đường Trần Phú ấy thì có Đại sứ quán Đức, cái biệt Đại sứ quán Đức. Đấy, góc này. Giờ đây là cái con đường Nam Bộ hay là con đường Thiên Lý năm xưa thì mang tên Lê Duẩn. Cái đường Nam Bộ các bạn ạ, thì là cái tên của nó là hình thành từ sau năm 1945. Thế còn trước đó là thời Nguyễn thì lại không rõ vì sao lại đặt tên cái trục tuyến phố này là phố Hàng Lọng. Thế còn tên Lê Duẩn thì chắc là hình thành sau khi là năm 1986, sau khi mà Tổng Bí thư Lê Duẩn mất. Đây tôi đi nhé, góc này là giao nhau với Cao Bá Quát này. Điểm đầu con đường là cái trục tuyến phố Cao Bá Quát này các bạn nhìn. Đấy, Cao Bá Quát là nối cái tuyến đường Nam Bộ với cái đường Hoàng Diệu là cái trục Cao Bá Quát. Đây các bạn nhìn này, góc Cao Bá Quát này. Bây giờ cái phố Cao Bá Quát các bạn này, là cái phố mà dán yếm, dán các cái linh kiện bảo vệ cho cái xe máy. Là cái trục tuyến phố đây, dán ô tô, xe máy này, kính gương này các bạn này. Đây. Còn đây nhé các bạn,
là các bạn sẽ nhìn lên và các bạn sẽ nhớ được cái vị trí này là cái vị trí cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp số 5 cửa Nam thời bao cấp ấy. Đây, bây giờ là cái tòa nhà này ở trên nó có cái khối như cái khối kim cương ấy các bạn, toàn bộ cái không gian và cái mặt bằng của cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp số 5 cửa Nam thời bao cấp năm xưa thì là cái tòa nhà của Doji. Đấy, một trong những cái hãng kinh doanh về vàng hay sao đấy, các bạn nhìn thấy đây, cầu kỳ chưa các bạn, đó các cái chi tiết đấy, các cái chi tiết đắp là họ đều là phủ cái màu vàng đấy, có cái thương hiệu Doji này. Đây xây tầng hầm rồi các bạn ạ. Đấy. Đây còn cái góc, các cái phần nhà tiếp giáp đây vẫn là cái khu nhà dân. Cái góc đường thì là có cà phê hai lần. Xong đến mì Văn Thắng. Xong đến giày da. Xong đây lại các cái mặt hàng đa dạng. Đối diện đây là cái số 1, số 3 Lê Duẩn để các bạn là bán đồ pha lê. Đấy, tôi các bạn sẽ đi một chút nữa nhé, là chúng ta sẽ giao với cả cái trục Nguyễn Thái Học. Cái phố Nguyễn Thái Học các bạn xưa cũng là mang tên là cái phố hàng đẫy. Đẫy là như cái tay nải. Cái tay nải của các cái. Đấy các bạn thấy cái dòng xe lớn không? Nguyễn Thái Học giao nhau với cả đường Nam Bộ. Bây giờ tôi cứ gọi là đường Nam Bộ. Còn đây là về nút cửa Nam đây. Đi này vừa đi phải vừa nhìn các bạn. Có cả cái cảnh sát giao thông. Đây còn đây là các bạn sẽ nhìn lại được cái khu chợ cửa Nam bên này. Chỗ này cũng khó ghi hình này các bạn nhìn. Đây dòng xe. Đây chợ cửa Nam là bây giờ họ đã xây dựng lại. Còn đây là cái tuyến đường ray. Cái tuyến đường ray xe lửa Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai. Đấy. Chạy lên trên cầu Long Biên là cái trục tuyến đường ray này, thoát ra từ ga Hàng Cỏ này. Đấy. Đây các bạn nhớ, cái dòng xe là ùn lại. Cửa Nam giao nhau với cả Hai Bà Trưng. Nối về Nguyễn Khuyến. Đấy. Phố Sinh Tư. Đây tôi phải hạ thấp cái màn hình xuống để các bạn thấy cái dòng xe lớn không. Vừa đi vừa lựa các bạn. Xe phải đi chậm. Cái trục tuyến phố Nam Bộ này, cái dãy nhà hai bên thì vẫn vậy. Bên đặc biệt là bên phía tay phải, cái đoạn đầu đó. Đi thế này là sẽ tiến gần vào cái ga Hàng Cỏ. Thế còn điểm này các bạn tôi dừng lại một chút này. Điểm này là cái điểm giao ngã ba đường Nam Bộ với cả cái đường Nam Ngư. Đây cái tuyến phố Nam Ngư là cái tuyến phố là cũng là ăn uống. Các bạn thấy là cà phê, bún mọc. Đây, cái phở số 7 ở Nam Ngư cũng là cái một trong những cái cửa hàng phở ngon đấy các bạn. Đây tôi ghi hình cho các bạn nhé. Các bạn nhìn cái nhà cái số 5, 55 cái đường Nam Bộ này. Đấy vẫn có cái cánh cửa và cái hệ cửa lùa. Đấy, từ cái thời Pháp ấy, chắc là ngày xưa đây là một cái cửa hàng. Cái trục tuyến phố Nam Bộ là luôn luôn là một cái trục mà có cái lưu lượng giao thông lớn nhất trong cái vùng thủ đô của Hà Nội, nội đô của Hà Nội. Đấy các bạn nhé. Đây. Góc này tôi nhìn thấy là có một cái cờ. Đấy chắc là của một cái đình mà tôi không rõ. Đình
chắc trong cái đỉnh làng năm xưa cũng nhỏ nhỏ. Đây, tôi cùng các bạn thoát cái khỏi ngã tư Nam Ngư Lê Duẩn về lại ga Hàng Cỏ. Đây, các bạn nhìn đây này, cái dãy nhà này các bạn ạ. Đấy, tôi lưu ý này, đúng là cái đình cái chùa nó lấp ở phía sau này. Tên tuổi thì tôi không rõ này. Đấy, toàn bộ cái gian hàng này là xây từ cái thời Pháp ấy. Các bạn nhìn thấy cái vệt ở trên cái tầng thượng, cái tầng mái của họ vẫn còn các cái chi tiết hoa văn. Đấy, có đi mới nhấc cái màn hình của cái máy ghi hình lên thì mình mới nhìn ra được. Thế còn đây là cái khách sạn này, tôi nhớ là cái khách sạn Đồng Lợi thời bao cấp. Khách sạn Đồng Lợi thời bao cấp thì bây giờ là cũng chắc là cũng chuyển đổi chủ đầu tư rồi. Đấy, xây ở cái góc Lý Thường Kiệt với cả cái đường Nam Bộ. Đây, cái số này là số 65 đường Nam Bộ. Xuôi về thì khách sạn Đồng Lợi sẽ là rơi vào cái số 67. Nằm ở góc giao đường Nam Bộ với cả cái trục tuyến phố Lý Thường Kiệt. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, cái ô sảnh của cái khách sạn. À, thế bây giờ là cái khách sạn này là tôi ghi lại cho các bạn xem tên là gì nhá. À, các bạn đến ngôi chùa này là cái chùa Tiên Tích này. À, đấy là ngôi chùa đấy, chùa Tiên Tích các bạn. Chùa Tiên Tích là ở 110 cửa Nam. Đấy, còn lịch sử tôi không rõ. Đấy, ở trên là có. Đấy, cái cổng chùa là có cả cái tượng Phật ở cái gian tầng trên cùng là tầng 3 đấy các bạn. Chùa Tiên Tích. Đấy, họ chỉ ghi thôi. Không hiểu hình thành vào cái thời nào. Đây, cái góc này là góc Lê Duẩn, góc đường Nam Bộ với cả Lý Thường Kiệt đây. Đây, khách sạn này tên là khách sạn Mơ Quy, vừa đổi tên rồi các bạn. Xưa là khách sạn Đồng Lợi. Tôi các bạn đây sẽ đi vào một cái vị trí lịch sử, chính là ga Hàng Cỏ đây nhá. Đây là cũng là một cái ngôi nhà này, tôi đi tôi cũng để ý đến, tôi dừng đây một chút. Đây, cái số 5, cái ngôi nhà là số 875 đường Nam Bộ này. Đấy, toàn bộ là cái tầng 2. Thậm chí là không hiểu lý do sao mà họ còn xây bịt cả cái cửa sảnh chính ấy. Như là không có người bên trong nữa các bạn. Đây, còn đây là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, kế ngay với cả cái không gian của ga Hàng Cỏ. Đây, sẽ đến cái sảnh của ga Hàng Cỏ nhé. Cái lần gần đây nhất mà tôi đi tàu hỏa các bạn ạ, cũng rơi vào cái năm cũng 7 năm nay rồi. Đây. Đây các bạn nhìn. Là năm 2017 tôi đi Quảng Bình. Đấy các bạn nhìn. Đấy, hai cái bên. Đây là cái cửa vào ga số 10. Và đây có thể tạm coi đây là cái quảng trường ga Hàng Cỏ. Đấy các bạn ấy, vừa nói về cái ga Hàng Cỏ như là tôi được biết ý, thì là ga Hàng Cỏ này là xây dựng từ cái thời Pháp. Mà cái hồi đấy là ông Baudouin là toàn quyền Đông Dương, thì quyết định là xây dựng ga Hàng Cỏ là cùng thời với cả xây dựng cầu Lăng Biên. Thì ga Hàng Cỏ là khởi công xây dựng vào năm 1899, mà chỉ có nhanh có 3 năm sau thôi, là năm 1902 đã hoàn thành cái ga Hàng Cỏ, thì đặt tên là ga Trung Tâm Hà Nội, gọi là ga Trung Tâm Hà Nội. Thời Pháp cũng đặt tên nôm na là vậy thôi. Rồi thôi các bạn đi vào sâu nhé. Nhưng sau thấy dài quá thì là
dân Việt mình là người dân Việt mình là gọi nôm đây là gà cỏ. Đây cái vệt này. Đấy, rất nhiều các bức hình chụp đầu cái thế kỷ năm 1905, năm 1906 đấy, là toàn bộ cái không gian phía trong tiếp giáp với cái trục Trần Quý Cáp. Đấy, mà cái ga hàng cỏ này thì này, cũng liên hệ với cái cụm ở bên các cái tuyến ngõ ở bên cái phố Hàng Bột các bạn này. Là có những cái ngõ nhỏ đấy là các cái người phu khuân vác của ga hàng cỏ là sinh sống ở đấy. Đây, ga hàng cỏ bây giờ đổi tên là ga Hà Nội. Thế nhưng mà tiếc thay là các bạn thấy tiếc thay là gì, là chính là cái sảnh chính của ga hàng cỏ mà có cái cột, có cái đồng hồ ở chính giữa đấy, thì năm 1972 thì là ăn trọn một quả bom đấy vào đó của Mỹ, nên buộc là phải làm lại cái kiến trúc. Nên bây giờ các bạn thấy nó có lạc lõng không? Tôi thấy lạc lõng, không xây dựng lại được cái hình ảnh kiến trúc như năm xưa. Đấy, ga hàng cỏ mà người Pháp là xây dựng là chỉ có 3 năm thôi, năm 1899 đến năm 1902. Đấy, vì sao lại là có cái tên là ga hàng cỏ, thì bởi lẽ là đối diện với ga hàng cỏ là cái trục tuyến phố, bây giờ là cái trục tuyến phố Trần Hưng Đạo đấy. Đi một chút là tới cái nhà đấu xảo, thì xưa thời Nguyễn là cái nơi nuôi ngựa đấy. Nuôi ngựa phải có cỏ, nuôi ngựa đặt tên là ga hàng cỏ. Đây, vừa tôi đứng ở sảnh chính nhá, và sẽ nhìn về là các bạn thấy không? Đây là cái điểm ga cuối cùng này của cái tuyến tàu điện đô thị. Đấy, cái tuyến tàu điện đô thị là từ Nhổn đi ga hàng cỏ. Đây là cái điểm ga cuối này. Đấy, vào tận tới cái phố Yết Kiêu đấy, tiếp giáp với cả cái không gian của cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Đấy, có một lần là tôi ghi hình cái phố Yết Kiêu là các bạn nhìn được cái hình ảnh của cái điểm cuối của ga này. Cũng dỡ ra xây dựng là cách đây cũng chừng là 2 năm rồi. Đấy, các cái building ở cái điểm đầu ga giao nhau với cả cái trục tuyến phố Trần Hưng Đạo. Đây, có chăng là cái vệt này là có cái hình ảnh cũ ngày xưa này này các bạn này. Vẫn cái công trình của Pháp xây ngày xưa này. Đây, tôi ghi hình lại cho các bạn nhé. Số này là bên số chắn. Bên số chắn. Chắc là số 2 Trần Hưng Đạo. Đây, các bạn nhìn cái tòa nhà này. Đó. Và tôi sẽ quay ngược lại và tôi sẽ ghi kỹ lại cho các bạn về cái mặt chính của ga hàng cỏ. Bây giờ là vẫn có cái, còn đây là cái dòng xe. Đây, cái dòng xe xuôi cái đường Thiên Lý năm xưa đây, từ cửa Nam đi về ô Đồng Lầm. Đây, các bạn nhìn lại đây, hình ảnh của ga hàng cỏ mới. Đấy, nay là ga Hà Nội. Đấy, các bạn nhìn này, vệt hai bên, bên phải và bên trái là vẫn là cái kiến trúc Pháp xưa, Pháp xây năm xưa. Đấy, bây giờ là 9:30 rồi, tròn 9:30. Đấy, cái mặt chính này, phòng đợi tàu, sảnh phía Nam này, ba cái phòng đợi tàu. Đấy, còn cái lối này là lối là dành cho nhận hàng vào ga. Đấy, tôi gửi xe máy vào trong Nam là cũng nhận ở nơi đây, đây đi gửi nơi đây đây các bạn này, cái điểm là điểm nhận. Đấy, và đây là điểm này là có cái, các bạn nhìn ra xa đây có cái tuyến xe buýt đó, tuyến xe buýt 86 đấy, cái điểm đầu của tuyến xe buýt 86 mà đi sân bay quốc tế Nội Bài ấy. Mà có lần tôi nói bạn là chỉ có 45.000 một vé thôi là kết nối cái điểm đầu là từ đây này. Đấy, từ đây là chạy trong cái nội đô về tới cái điểm trung chuyển xe buýt Long Biên ở trên cái trục phố Yên Phụ đấy. Và cứ thế là sẽ xuôi theo cái đường D Hữu Hồng, cắt qua cầu
Nhật Tân để đi lên sân bay quốc tế Nội Bài. Đó. Đấy, cái tòa nhà số lẻ là cái số 1 của Biên Đình, ở ngay đầu ga đấy. Cái quỹ đất của nó ăn sâu cả vào trong. Đấy, bây giờ tôi các bạn sẽ đi tiếp nhé. Đi tiếp các bạn ạ, thì sẽ giao nhau với cả cái phố Khâm Thiên. Đây các bạn nhìn đây này, cái tuyến buýt 86 đây này các bạn này. Đấy, Nội Bài, đi sân bay quốc tế Nội Bài đó. Đấy, các bạn thấy không? Đây có chăng là cái hình ảnh từ cái thời bao cấp chớm ra này, là cái hình ảnh và các cái cửa hàng bán mũ, bán bảo hộ lao động, bán quần áo bộ đội năm xưa đây. Đấy. Có 2,5 cây thôi các bạn. Đây còn cái khu đất này là cái khu đất mở rộng xây dựng của bộ công an các bạn. Ăn với cả cái trục tuyến phố Yết Kiêu. Đây đoạn này là đoạn rẽ đầu phố Nguyễn Du, ngã ba Nguyễn Du. Đây tới Nguyễn Du là tôi sẽ ghi hình cho các bạn nhé. Đây các bạn thấy được cái vệt, cái đường Lê Duẩn là cái đường Nam Bộ là cái hình ảnh này. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhé, tôi đi chậm. Đây các bạn ơi, đây là cái tới cái phố Nguyễn Du rồi. Ồ, Nguyễn Du giao nhau với cái đường Nam Bộ. Đấy, bây giờ là cái công trường đang xây dựng này. Đây các cái xe chở bê tông thương phẩm. Đây cái trục Nguyễn Du này giao nhau với Trần Bình Trọng. Đấy, giao nhau với Yết Kiêu. Đấy, đang xây dựng các bạn. Đây là tôi muốn ghi hình cái góc này, góc Nguyễn Du với đường Nam Bộ này. Đó các bạn nhìn lại cái hình ảnh. Góc Nguyễn Du đường Nam Bộ đây. Đấy, đi quá một chút thôi các bạn là sẽ đường Nam Bộ giao nhau với cả cái phố Đỗ Hạnh. Cái Đỗ Hạnh là cũng là cái con phố ngang ngắn nối cái đường Nam Bộ với đường Yết Kiêu. Đây thì bên này là bây giờ là một cái siêu thị ô tô, salon ô tô. Đây là sẽ tới cái đường Khâm Thiên rồi. Vũ Lợi giao nhau với cả đường Nam Bộ. Đấy cái hình ảnh cái tuyến phố mà tôi cũng đã ghi hình quen thuộc đây. Cái phố Vũ Lợi. Cái ngôi nhà số 7 là cái ngôi nhà mà của vợ chồng nhà thơ Trần Dần ở năm xưa. Và cái điểm giao nhau với cả Vũ Lợi với cả Yết Kiêu, cái ngôi nhà số 108 là ngôi nhà của nhạc sĩ Văn Cao. Đây các bạn nhé, tôi chậm chậm là tôi ghi lại, các bạn nhìn lại đấy. Đây các bạn nhìn lại cái con phố ngắn này, chừng hơn 100 mét, phố Vũ Lợi đấy, của hai con người cùng chung cái số phận trong phong trào nhân văn giai phẩm là nhà thơ Trần Dần và nhạc sĩ Văn Cao. Đấy, ông Trần Dần là xưa là hai vợ chồng là từ năm 1954 là tiếp quản thủ đô về thì ở Sinh Từ. Thế năm 1955 thì ông viết cái bài thơ Nhất Định Thắng ấy. Tôi đi không thấy cô thấy nhà đấy, chỉ thấy mưa xa trên bầu cờ đỏ.
Đấy. Chính cái bài thơ Nhất Định Thắng là mang đến cái họa cho ông trong phong trào nhân văn giai cấp. Đây các bạn nhớ cô Vũ Lợi. Đây còn đoạn này là sẽ tới là cái điểm đầu của cái phố Khâm Thiên rồi. Nên tôi đi quá thì sẽ không nói được cái chút câu chuyện về cái phố Khâm Thiên. Đấy, nhưng mà phố Khâm Thiên mà giao nhau với cái đường Nam Bộ, cái đường Thiên Lý năm xưa ấy, thì theo như cái nhà văn Tô Hoài ấy, thì cái thời xưa ấy, là cỡ là đầu thế kỷ thì cái nơi đây là có một cái barrier chắn ngang đường, coi như là cái điểm giới hạn của cái nội thành Hà Nội, còn ngoài là cái đất, cái vùng đất làng. Đấy, cái con đường. Nếu như theo như cái chuyện cũ của nhà văn Tô Hoài nói thì là như vậy. Nên tôi là cái hình ảnh, có cái hình ảnh là có cái barrier ngăn cái con đường năm xưa nơi đây đây. Đây các bạn, còn góc này là nối với Nguyễn Thượng Hiền nhé. Nên các bạn nhìn, tôi cứ lưu ý nhé, chú ý những cái góc nhà Pháp xưa. Đấy, còn góc bên kia là thời bao cấp là cái bến xe Kim Liên đi phía Nam. Đấy các bạn. Đây, cái thẳng đây là bên tay trái là cái không gian xưa là của cái bến xe Kim Liên. Đây còn điểm này là vào phố Khâm Thiên này. Đấy các bạn nhìn thấy cái biển phố Khâm Thiên chưa? Đấy cái tuyến phố Khâm Thiên đây các bạn. Đó. Đây tôi đi chậm. Đi chậm sau cái sự mưu sinh. Đây không gian này các bạn này, chính là cái không gian cũng nhiều hình ảnh trong ký ức thời bao cấp đây. Là cái bến xe Kim Liên đây. Đấy, góc Nguyễn Quyền với cái trục đường Nam Bộ. Đấy, như theo như tôi nhớ là cái khách sạn này, cái tòa khách sạn Nico này của Nhật là cũng được là hơn 20 năm rồi. Cũng cỡ chừng là đầu những năm 2000. Đấy là Hà Nội là cái di rời cái bến xe Kim Liên này xuống sâu hơn phía Nam là về xuống dưới Giáp Bát. Đấy cái bến, các bạn nhìn lại cái hình ảnh của cái vị trí của bến xe Kim Liên năm xưa nhé. Đấy sẽ đi thẳng. Và cái góc này là điểm giao với cả Trần Nhân Tông. Bắt đầu vào cái khuôn viên của công viên Thống Nhất năm xưa. Đây. Đây tôi dừng lại một chút này. Tôi quay ngang cho các bạn là điểm giao với cả. Đấy, đây là cái tuyến phố Trần Nhân Tông. Coi như cũng là qua cái mặt tiền của cái vườn hoa Thống Nhất năm xưa mà nhìn sang bên Hồ Thuyền Quang đấy. Thế còn đây là toàn bộ cái không gian, cái tòa nhà xưa cũ là của khuôn viên của đấy bến xe Kim Liên đấy các bạn. Đấy, như vậy là tôi với các bạn đã đi quá cái nửa cái chặng đường của cái phố Nam Bộ đấy. Dòng xe đây luôn luôn tấp nập. Cái nhánh rẽ này các bạn ơi, cái nhánh rẽ này đây này là vào khu tập thể Nhà Giàu. Đó. Đó các bạn đã nhìn thấy cái tuyến ray xe lửa. Vào Nam chưa? Vào Nam ra Bắc là cái tuyến ray xe lửa này đây.
đấy, cái dân sinh này, sống sát cái đường ray đó các bạn, các cửa hàng kéo dài dọc theo cái đường ray xe lửa. Cái hồi Hà Nội là cũng có cái phương án là không cho các cái đoàn tàu ở phía Nam là chỉ dừng ở cái tách ra ở cái bến xe Giáp Bát thôi. Thế nhưng mà không thành, để tránh cái các cái xung đột trong nội đô. Thế nhưng mà phương án ấy cũng không thành, cuối cùng là các cái trục tuyến, các đường tàu thống nhất là vẫn vào trong cái điểm ga Hàng Cỏ. Đây, còn đây là cái không gian kỷ niệm của tôi về cái công ty cũ của tôi này một thời đấy. Chính ở cái vị trí này. Sau đó là trả lại đất cho cái công viên thống nhất đấy. Từ những năm 1996 bây giờ vẫn để vậy đấy. Đó, thời mà tôi mới ra trường mà làm việc với cả một cái đơn vị Pháp sang giúp Việt nước Hà Nội về cái xây dựng cái tuyến xe buýt đầu tiên từ ga Giáp Bát đi Bắc Cổ, là tôi làm việc nơi đây. Thấm thoát cho các bạn ạ. Cũng rơi vào 28 năm rồi. Năm đó năm 96. Đây các bạn này. Đây chính là công viên thống nhất. Đây, cái hình ảnh rõ nét nhất của cái công viên thống nhất. Đấy, các bạn đã nhìn thấy lờ mờ. Bên kia là Hồ Bảy Mẫu. Hàng cây xà cừ vẫn bám. Đây, tôi dừng lại một chút nhé. Hôm nay không? Đây. Tôi sẽ dừng lại một chút nhé. Đó, để các bạn nhìn đấy. Cái khuôn hình của cái Hồ Bảy Mẫu đây. Đó, cái hình ảnh chính của cái công viên thống nhất là đây, trên cái trục đường Nam Bộ này. Đây, cái dáng hình vẫn như cái năm xưa thời bao cấp chưa? Đó, và đi quá nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cái cây cầu thẳng cái cổng công viên thống nhất vào tới cái đảo Hòa Bình. Bên trái cái trục đường, bên trái cái trục đường vào Nam. Thế tôi sẽ đi quá nhé. Đấy các bạn nhìn. Đây, tôi đi quá và tôi sẽ rẽ vào cái khuôn viên của cái Hồ Ba Mẫu. Đây, tới khuôn viên Hồ Ba Mẫu này. Đây, tôi đứng giữa cái tuyến đường ray Bắc Nam đây. Đấy, đường ray xe lửa, đường này vô Nam đây. Các bạn ạ. Đây, cái đường ray xe lửa vô Nam đây. Thế và tôi quay ngược bên này để tôi ghi hình cho các bạn. Là cái trục đường ray xe lửa đây các bạn nhìn này. Là chạy về ga Hàng Cỏ đây. Đấy, phía bên kia đường là công viên thống nhất. Về ga Hàng Cỏ. Đây, tôi vào đây. Bởi vì sao tôi vào đây? Thì vì nó có một cái tên phố các bạn ạ. Đây. Trước tiên là tôi cứ đi một vòng, một chút vào sâu một chút cho các bạn nhé. Để các bạn nhìn thấy được cái
cái hồ Ba Mẫu. Đây. Bây giờ họ làm một cái đường dạo xung quanh cái hồ Ba Mẫu rồi. Đấy. Đây là không gian hồ Ba Mẫu này các bạn nhé. Đấy, toàn bộ không gian của hồ Ba Mẫu. Trong này thì dân cư thì quá ư là đông đúc. Đấy, cho các bạn. Đấy, đây. Có lẽ tôi sẽ đi sâu vào một chút nữa đi. Đi sâu vào một chút đi. Đấy, người dân này sống xung quanh đấy. Cái hồ Ba Mẫu đấy các bạn. Hà Nội bây giờ chỗ nào cũng đông đúc. Đây, tới đây là tôi sẽ quay ra. Tôi sẽ tèm. Các bạn có cảm giác nó như một cái làng. Đây, tới đây tôi sẽ quay ra. Cái con phố nhỏ Kim Hoa này là cái đường lối tắt là sang bên cái tứ trấn, cái đền Kim Liên đấy các bạn. Trấn phía Nam, cái đền Kim Liên là trấn cái phía Nam của Hoàng thành Thăng Long này. Đi theo cái lối tắt này này các bạn. Bây giờ tôi vòng ra. Đấy, lại quay ngược ra thôi, vẫn cái con đường này. Để các bạn nhìn lại đây, khuôn viên của hồ Ba Mẫu. Hà Nội là tối hôm qua mưa, ngày hôm qua mưa lắc đã, mưa theo cơn, mưa rào theo cơn các bạn. Nên không khí hôm nay cũng dịu xuống. Đây, sẽ trở lại cái điểm giao cắt với cả cái tuyến đường năm xưa. Đây, tôi sẽ rẽ sang đây một chút các bạn nhé. Đây này các bạn này, nếu các bạn nhìn thấy tôi cũng ngỡ ngàng về cái phố Ô Đồng Lầm này. Đấy, đúng là nói lại các bạn là Ô Đồng Lầm này là cái một trong những cửa ô là trong cái cửa ô mà hình thành muộn trong cái cửa ô của Hà Nội. Khi mà cuối thế kỷ 19 là nhà Nguyễn là cho nắn lại cái con đường Thiên Lý này. Đấy, bởi vì sao là Đồng Lầm, bởi vì nó cắt qua cái Đồng Lầm, cái đồng, một cái đầm Đồng Lầm mà nên nó mới chia đôi ra được cái hồ Bảy Mẫu với cái hồ Ba Mẫu. Đấy, theo như là nhà sử học Trần Quốc Vượng là ông có nói như vậy, nên đặt cái tên ô là Ô Đồng Lầm. Mà cái Ô Đồng Lầm này là chính là cái vị trí là điểm giao giữa cái đường Nam Bộ với cả cái trục đường theo quy hoạch. Đây là cái trục đường Đại Cổ Việt đấy. Thế bây giờ tôi sẽ quay ra cái vị trí của cái Ô Đồng Lầm, nên có mới có đặt cái con phố Ô Đồng Lầm này là bao quanh cái hồ Ba Mẫu đấy các bạn, lý do là vậy. Đấy, đi tới cái điểm cuối là tôi sẽ dừng hình. Đấy, các bạn thấy chưa? Điểm cuối của cái trục đường Nam Bộ là đây, trước mặt đấy. Bây giờ là cái hầm Kim Liên.
do là cái xung đột giao thông đây là quá lớn, nên là Hà Nội là đầu tư là xây dựng cái hầm Kim Liên này. Là cái hầm cái nút giao, trong cái nút giao thông đường bộ đầu tiên của cái Hà Nội này. Thế bây giờ là tôi sẽ đi qua cái hầm chui Kim Liên ấy, trong cái không gian của cái ô Đồng Lầm năm xưa. Đấy, cái điểm cuối của cái trục đường Nam Bộ giao cắt với cái đường Đại Cổ Việt đây. Đấy, để cho các bạn được thấy rằng là cái giao thông Hà Nội nó phát triển như thế nào. Đây, đây là cái hầm chui trong cái phạm vi nút giao đầu tiên của Hà Nội này. Đấy, cái hướng tôi đi là bên này là cái trục đường Xã Đàn, thế còn sang bên kia là Đại Cổ Việt các bạn. Đấy, tách ra là hai cái chiều xe chạy. Đó là sắp sửa là vào cái hầm rồi đây này. Đấy, có một cái đoạn ngắn thôi, nó chừng mấy chục mét thôi trong không gian của nút giao. Đấy, tôi là vào là đấy, dưới cái hầm rồi, cầm chui rồi các bạn. Đó. Đấy, vượt lên là núi nhập vào cái đường Đại Cổ Việt đây. Cái bên tay trái là cái khuôn viên của vườn hoa cổ công viên Thống Nhất năm xưa đây. Bên tay phải là cái không gian của Đại học Bách Khoa. Đấy, đây là cái điểm cuối đấy của cái trục đường Nam Bộ là đây. Đấy, tôi sẽ rẽ sang bên này một chút để tôi ghi hình lại cho các bạn cái không gian nhé. Đây, vào đây. Đây, tôi đứng ở cái vị trí này là hợp lý nhất đấy. Đấy, cái tuyến xe lửa Bắc Nam đây. Đợi qua đấy, các bạn thấy cái nút giao đây là cái không gian của cái ô Đồng Lầm năm xưa đây. Đấy, cái tòa building này, cái tòa building mà của tổng công ty hàng hải Việt Nam là nó cũng xây dựng được cỡ chừng là 20 mấy năm rồi, đầu những cái năm 2000 đó các bạn thấy không. Thế còn góc bên này là cái lâu đài khoa học Việt Nam, xe đi qua là các bạn biết đấy, chính là cái tòa nhà C1 của Đại học Bách Khoa đấy. Để đợi cái xe đi qua. Đấy, cái khu vực cây xanh kia là không gian của cái Đại học Bách Khoa Hà Nội đây này. Không có này. Đây, tôi sẽ cắt qua đây thôi. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy dòng xe ghê gớm không? Đấy. Cái hướng màn hình của tôi là chính là cái lâu đài khoa học, niềm tự hào của ngành giáo dục Việt Nam, chính là cái tòa C1 của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đấy, cái khuôn viên các bạn nhìn thấy. Cái điểm nút giao này mà không có cái hầm chui không thể nào đi được. Đấy, cái hầm Kim Liên các bạn ạ.
là cái nhánh nối giữa cái đại cổ Việt, phố đại cổ Việt này sang bên này là cái phố Xã Đàng. Có lẽ là tôi sẽ dừng hình ở đây, điểm cuối ô Đồng Lầm năm xưa của con đường Thiên Lý. Nay là cái trục giao giữa Lê Duẩn với đại cổ Việt, và nối tiếp là cái trục đường Giải Phóng về ga Giáp Bát xuôi về phía Nam. Đấy, có lẽ ý nghĩa nhất là tôi sẽ hướng về cái tòa nhà C1 của Đại học Bách Khoa. Luôn cầu chúc cho các bạn sức khỏe và an lành.